đèo Hải Vân chiều ngày 9 tháng 6 năm 2020. Con đèo này nổi danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan nối Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Cảnh rất đẹp nhưng lòng người những ngày này khó mà yên. Đã hơn 100 giờ trôi qua, nơi này trở thành trung tâm sự chú ý của dư luận vì cuộc vây bắt triệu quân sự một phạm nhân giết người đã hai lần vượt ngục. Đường đèo Hải Vân, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, chiều tối ngày 4 tháng 6 năm 2020. Cái tên triệu quân sự bắt đầu khiến dư luận phải chú ý. Một chiếc xe máy Cirrus bị vứt lại bên đường. Đây chính là chiếc xe mà triệu quân sự đã sử dụng để tẩu thoát trước khi bị lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng phát hiện. Thông tin về chân tướng một kẻ sát nhân vượt ngục bắt đầu được dư luận biết đến. Vậy triệu quân sự là ai? 29 tuổi, dân tộc Nùng, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Triệu quân sự là một thanh niên cao khoảng 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen và có nốt ruồi ngay sau đuôi lông mày trái 1cm. Trước đây, triệu quân sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Là lính, nhưng triệu quân sự rất mê chơi điện tử. Ngày 22 tháng 8 năm 2012, sự đào ngũ đến quán cà phê Hương Sen, phố Trường Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, rồi giết chết chủ quán để cướp nhẫn vàng, bông tai vàng. 15 giờ chiều ngày 3 tháng 6 năm 2020, trong lúc đang thụ án tù chung thân, triệu quân sự leo hàng rào dây kẽm gai vượt ngục tại trại giam T10, trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5, thuộc xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường trốn chạy, sự đã lấy trộm điện thoại của một nữ công nhân gác trạm tín hiệu đường sắt qua đường ngang ở thôn Nam Bình, khu vực chợ Nước Mặn, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, và một chiếc xe máy biển số 76X6-2978 để làm phương tiện tẩu thoát ra hướng Bắc. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng được điều động đến hiện trường, chó nghiệp vụ cũng được đưa đến đánh hơi chiếc xe máy của kẻ vượt ngục để tìm kiếm. Cuộc truy tìm diễn ra suốt đêm nhưng vẫn chưa có kết quả. Đèo Hải Vân, sáng ngày 5 tháng 6 năm 2020, cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Hàng trăm chiến sĩ thuộc các lực lượng vẫn được huy động để truy bắt. Lực lượng chức năng đồng thời cũng chốt chặn tại nhiều khu vực phía bắc thành phố Đà Nẵng để truy tìm triệu quân sự. Suốt đêm 4 tháng 6 và ngày 5 tháng 6, hàng trăm chiến sĩ vẫn chốt chặn, lội rừng truy bắt kẻ vượt ngục tại đèo Hải Vân. Thêm một thông tin khiến người ta hình dung ra được sự khó khăn trong cuộc vây bắt này. Đây không phải là lần đầu tiên triệu quân sự vượt ngục. Trước đó, triệu quân sự từng trốn trại T10 lần đầu vào chiều ngày 8 tháng 1 năm 2015. Cùng phạm nhân Nhâm Văn Tuấn, 35 tuổi, quê ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mãi gần một năm sau, vào chiều tối ngày 15 tháng 12 năm 2015, Cục Truy nã Tội phạm Bộ Công an và các ngành chức năng bắt được triệu quân sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, sau đó bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến khảo sát rừng Hải Vân, nơi kẻ vượt ngục triệu quân sự vứt lại xe máy và tẩu thoát vào rừng. Đại tá Trần Mưu đã đi khảo sát nhiều địa điểm trên đèo Hải Vân. Ông còn lội vào rừng để nhận định những con đường kẻ vượt ngục có thể tẩu thoát. Một đề xuất được đưa ra, đại tá Trần Mưu đề nghị lực lượng quân đội cho phương án tiêu diệt đối tượng khi phát hiện mà triệu quân sự chống trả nguy hiểm. Ngày 6 tháng 6 năm 2020, lực lượng công an đã xác minh tất cả địa điểm ga tàu ở phía Lăng Cô, tàu lửa qua lại đèo Hải Vân cũng như tất cả các xe lưu thông qua đèo nhưng vẫn chưa tìm thấy triệu quân sự. Lực lượng cũng triển khai thêm chó nghiệp vụ để đánh hơi áo quần của triệu quân sự và tiến hành truy tìm. Từng thước đất ở vùng rừng Hải Vân đã được tìm kiếm kỹ lưỡng. Công an Đà Nẵng nhận định không loại trừ trường hợp triệu quân sự đã trốn thoát khỏi rừng Hải Vân. Chiều cùng ngày, lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã sử dụng flycam để quét hình ảnh địa hình, truy lùng triệu quân sự. Bộ đội biên phòng đã triển khai bay flycam diện rộng. Cụ thể, tại khu vực phía nam chân đèo Hải Vân, Làng Vân, Lăng Cô, những nơi địa hình hiểm trở, nơi có nguồn nước. Những phương án mới đã được vạch ra. Lực lượng chức năng đã sơ tán trẻ em và phụ nữ tại các lán trại trong rừng sâu thuộc rừng Hải Vân để đảm bảo an toàn. Cuộc truy tìm vẫn được tổ chức gắt gao trong hai ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2020. Ngày 8 tháng 6 năm 2020, lực lượng thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng được tăng cường vào khu vực rừng Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để tiếp tục triển khai các phương án mới truy bắt triệu quân sự. Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã tạm dừng sử dụng flycam sau khi xác định địa hình, đánh dấu các vị trí có thể triệu quân sự ẩn nấp. Các lực lượng vẫn tiếp tục truy tìm và kiểm soát chặt 3 tuyến mà triệu quân sự có thể tẩu thoát là đường bộ đèo Hải Vân, đường sắt và đường biển,
và khuyến cáo người dân hạn chế tham quan vui chơi trong rừng Hải Vân. Phương án mới mở rộng truy bắt Triệu Quân Sự ra hướng Bắc từ khu vực Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã được vạch ra. Ngày 9 tháng 6 năm 2020, sau 5 ngày truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự, kẻ giết người trốn trại T10 quân khu 5 tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có kết quả. Nhiều giả thiết đã được đặt ra. Đáng chú ý là giả thiết có thể Triệu Quân Sự đã thoát khỏi núi Hải Vân bằng đường tàu hỏa. Theo giả thiết này, tàu Bắc Nam khi lên đỉnh đèo Hải Vân phải dừng lại một phút để thử hãm nhằm đảm bảo an toàn trước khi tàu đổ đèo. Còn hướng Nam Bắc qua đèo Hải Vân có một số đoạn tàu phải chạy chậm với vận tốc khoảng 15-20 km/h do đang nâng cấp đường tàu. Khi tàu dừng trên đèo, có suy đoán rằng Triệu Quân Sự đã bám vào tàu hỏa để tàu thoát ra hướng Bắc vì khi đó tàu chạy với tốc độ chậm. Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi Triệu Quân Sự vứt xe tẩu thoát vào rừng Hải Vân, lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội chốt chặn tất cả các tuyến đường và băng rừng để truy bắt. Lực lượng công an đã ra Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế để thu thập thông tin, trích xuất camera và lập chốt kiểm soát trên đỉnh đèo Hải Vân. Công an đã xác minh tất cả địa điểm ga tàu ở phía Lăng Cô, tàu lửa qua lại đèo Hải Vân cũng như tất cả các xe lưu thông qua đèo. Theo dữ liệu thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận sự thoát khỏi Hải Vân bằng đường tàu lửa. Trong ngày 9 tháng 6, lực lượng truy bắt đã mở rộng diện tích tìm kiếm ra phía bắc đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Tất cả các mũi trinh sát đã triển khai phương án mới. Nhiệm vụ truy bắt Triệu Quân Sự vẫn đang ráo riết triển khai. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị thông tin về cuộc truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này.